Hello, xin chào anh em, chào mừng đã quay trở lại đi review. Lại là mình, Alaman đây. Và mình có để ý thời gian gần đây, anh em đang cảm thấy khá là hụt hẫng và quan ngại về một chiếc smartphone quốc dân mới của Xiaomi. Sẽ chỉ được trang bị một con chip đó là MediaTek. Cụ thể là chiếc Redmi Note 8 Pro với con chip là MediaTek Helio G90T. Như tiêu đề video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình đi giải mã và tìm hiểu sức mạnh của con chip này nhé. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu sơ qua con chip này. Từ cái tên thì chắc chắn là anh em cũng đã biết đây là con chip đến từ nhà MediaTek. Và con chip này nó sẽ có 8 lõi chạy lên tiến trình là 12 nanomet, có xung nhịp lên tới là 2.05 GHz, đi kèm với đó là GPU Mali G76 trên chiếc Redmi Note 8 Pro. Và theo thông báo từ MediaTek thì cái con chip này hoàn toàn có thể gánh được cái màn hình ở độ phân giải lên đến 2K, hay hỗ trợ quay phim cho cái cảm biến là camera 48MP, 64MP, đồng thời thì quay phim ở 4K ở 30fps khá là chất lượng. Mình đã đi tham khảo một số những cái bài viết người ta chấm là AnTuTu Benchmark cho chiếc Redmi Note 8 Pro thì nó cho ra một cái con số khá là khủng khiếp, 282.000 điểm, với điểm CPU vào khoảng 97.000 điểm và điểm GPU khoảng 80.000 điểm. Với cái số điểm như thế này thì chính xác, nếu mà chính xác với cả cái con máy này ý, thì anh em sẽ có cho mình một chiếc smartphone có hiệu năng còn cao hơn cả con chip Snapdragon 730 đang chạy trên chiếc Mi 9T hay là chiếc Redmi K20, và ngang hoặc hơn cả cái con chip flagship năm ngoái đó là chiếc Snapdragon 845. Ngoài ra, với việc được trang bị là cụm 4 camera và là một trong số những smartphone đầu tiên có cảm biến camera 64MP, mức giá khá là rẻ, khoảng trên dưới 6 triệu thì mình còn có thể suy đoán ra đây là chỉ là cảm biến phần mềm ấy thôi. Nhưng mà hy vọng là với cái con chip mới là Helio G90T này thì cái việc xử lý AI hay là cho ra cái bức ảnh gộp điểm ảnh của nó cũng sẽ ngon hơn là trên chiếc Redmi Note 7 năm ngoái. Qua đây thì anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Liệu anh em có chờ đợi và mua chiếc Redmi Note 8 Pro này hay không? Bản thân mình nghĩ thì đây vẫn sẽ là một chiếc smartphone sẽ gây bão thời gian sắp tới, và rất có khả năng ngôi vị smartphone quốc dân vẫn sẽ không có dấu hiệu đổi chủ. Và theo những thông tin ban đầu, chiếc Redmi Note 8 Pro này sẽ về Việt Nam trong khoảng tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, nếu anh em không muốn chờ đợi thì hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu máy như là chiếc Redmi Note 7 hay là chiếc Redmi Note 7 Pro thì hiện đang có mức giá rất là tốt tại Hiệu Thông Minh. Mình sẽ để đường link mua hàng từ phía bên dưới phần miêu tả cho anh em tham khảo nhé. Còn anh em nghĩ sao về chiếc máy Redmi Note 8 Pro này và con chip Helio G90T? Hãy cho mình biết ở phần comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn anh em. Peace.